Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành tuyên giáo tiên phong trong công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo việc tạm dừng bầu, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Nhãn lồng Hưng Yên sẵn sàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Huyện Phú Cư tích cực triển khai xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Nhà mạng tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi từ mạng 2G lên 4G, tiến tới tắt sóng mạng 2G. Sáng nay, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể tỉnh đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 6 tháng cuối năm, Khối thi đua tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn đoàn viên, hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, cải cách hành chính, văn hóa công sở, quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Trong tháng 7 năm 2024, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên đã xử lý, giải quyết trên 9.600 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,8%. Thời gian qua, Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo dõi giám sát chặt chẽ công việc, đảm bảo theo nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm, đồng thời xử lý kịp thời các kiến nghị phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính ngày càng phát huy hiệu quả, lượt tư vấn giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp, tư vấn qua hệ thống tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 ngày càng tăng cao. Trong tháng 7, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt gần 70%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,8%. 100% sở, ngành có thủ tục hành chính tại trung tâm thực hiện nghiêm quy định về số hóa hồ sơ. Tổng số tiền phí, lệ phí thu được là trên 2 tỷ 200 triệu đồng. Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, thời gian qua, ngành tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8. Cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng vai trò là cơ quan thường trực nhận được gần 1.700 tác phẩm dự thi, là một giáo viên dạy lịch sử, cô giáo Lê Thị Hải tham gia cuộc thi với tác phẩm thuộc thể loại tạp chí in, sức sống, trường tồn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng cốt lõi trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Ở bài dự thi này, cô Hải giới thiệu cho độc giả, nhất là thế hệ trẻ, về niềm tin chắc thắng của cách mạng thông qua giá trị lịch sử, những hy sinh to lớn của lớp lớp cha ông và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Bên cạnh đó, thông qua tài khoản mạng xã hội có tên Bạn Hài Sử, cô Hải còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với chủ một tài khoản Facebook, Zalo thì bản thân các em cũng ý thức được cái việc mình chia sẻ những cái nội dung, những cái thông tin và các em cũng có thể thông qua những cái trang thông tin chính thống, các em học tập và các em tiếp thu được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích phục vụ cho chính cái quá trình học tập của các em. Phát huy vai trò là lực lượng xung kích sáng tạo và dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin, thời gian qua, thị đoàn Vĩnh Hảo đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, duy trì hiệu quả trang fanpage Tuổi Trẻ Mỹ Hào, thường xuyên liên tục đăng tải và xây dựng các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, lấy những thông tin tích cực đấu tranh lại những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã chia sẻ hơn 40 bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trên fanpage, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên hiệu quả của câu lạc bộ lý luận trẻ. Cá nhân tôi thì cũng mạnh dạn tham gia đăng ký và viết bài cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 để thứ nhất là chia sẻ cách làm, cái kinh nghiệm của Ban Thường vụ Thị đoàn trong năm qua trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là gắn với kỷ nguyên số
đối với gắn với trách nhiệm của những người thanh niên luôn tiên phong xung kích sáng tạo và tiếp cận công nghệ số. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Ban tuyên giáo thị ủy cũng đã tích cực rà soát và phân loại các bài viết, các thông tin chính thống và các thông tin nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình dư luận cũng như là các cái hoạt động của Đảng và Nhà nước và đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để từ đó mình có cái định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như là cộng đồng sử dụng mạng xã hội để biết phân biệt được đâu là thông tin chính thống và tích cực và đâu là thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đảng, Nhà nước cũng như là các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời tích cực lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có thông báo kết luận về việc thực hiện nội dung tại mục 2 chỉ thị số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp sát nhập, sẽ tạm dừng việc bầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và tuyển dụng tiếp nhận cán bộ công chức viên chức kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định các cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó. Đối với các cơ quan tổ chức cấp huyện và các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện phải sắp xếp, sát nhập thì thực hiện tuyển dụng, bầu bổ nhiệm các chức danh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có tờ trình Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Ngày mai, hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2024 sẽ được tổ chức tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Đây là dịp để các nhà vườn và hợp tác xã trong tỉnh, đặc biệt là hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu, đơn vị đã có 2 mã vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản, có cơ hội cùng các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ký kết hợp đồng xuất khẩu quả nhãn tươi sang Nhật Bản. Những ngày này, các thành viên hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu đang tất bật vào vụ thu hoạch nhãn chính vụ. Trong số 33 hectare nhãn của hợp tác xã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn Việt Gáp, có hơn 27 hectare được cấp mã số vùng trồng xuất sang Nhật Bản. Đây là niềm vui, cũng là động lực để bà con trong hợp tác xã tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ vậy, nhãn của hợp tác xã không chỉ thơm ngọt, quả đồng đều, mã sáng, mà trên hết là đảm bảo được tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản xuất nhãn Việt Gáp kỳ công hơn, hầu như là chúng ta không sử dụng cái phân hóa học và cũng không sử dụng các cái thuốc hóa học, mà chủ yếu là chúng ta phòng trừ sâu bệnh bằng cái thuốc sinh học thôi. Thế thì quy trình của nó thì có sổ ghi chép từ khi chăm bón cho đến khi thu hoạch. Sử dụng phân hóa học thì ăn quả nhãn nó không ngọt được mà nó ít mùi thơm. Còn bây giờ mình sử dụng phân vi sinh nhiều thì tức là ăn quả nhãn nó ngọt mà nó thơm, đúng cái chất lượng của quả nhãn. Để đạt được mục tiêu đưa nhãn xuất khẩu được sang thị trường khó tính như Nhật Bản, hợp tác xã nhãn lồng Quảng Châu thực hiện siết chặt quy trình canh tác, yêu cầu các thành viên giám sát chéo lẫn nhau trong các khâu sản xuất. Kiểm soát chéo nhau ấy thì là để sản phẩm làm ra thì nó đảm bảo hơn. Quy trình chặt chẽ rồi nhưng phải đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm là quan trọng nhất. Để làm sao cái sản phẩm được đưa ra thị trường nước ngoài, họ chấp nhận được, họ đánh giá là một trong những cái sản phẩm đúng của Hưng Yên, cái nguồn gốc xuất xứ từ cái nơi sản xuất của hợp tác xã chúng tôi. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng khắt khe về các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là đối với thực phẩm và hoa quả nhập khẩu.
Song nếu chinh phục được thị trường này sẽ tạo uy tín rất lớn cho sản phẩm, mở rộng sang các thị trường quốc tế khác. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch là tìm kiếm những cái mặt bằng mà có thể phục vụ ngay việc sơ chế chế biến, bởi vì hiện giờ là khách hàng của doanh nghiệp thì cũng rất là nhiều, và nếu trong thời gian sớm nhất mà có thể là có một cái phương án mà đạt được thì chúng tôi cũng có thể tiến hành đầu tư ngay cùng bà con nông dân, cùng hợp tác xã để mà có một cái vùng, có một cái vườn, một cái cơ sở để sản xuất ổn định và xuất khẩu sang các thị trường. Phát triển thị trường xuất khẩu nhãn sang các quốc gia khó tính như Nhật Bản là mục tiêu mà tỉnh Hưng Yên đã đặt ra và đang triển khai thực hiện. Thì Sở Công Thương đã phối hợp các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xúc tiến tiêu thụ, giới thiệu các sản phẩm nhãn nồng Hưng Yên đến với tay người tiêu dùng trong cái thị trường Nhật Bản. Những ngày qua, thời tiết mưa bão gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của nhãn giai đoạn chuẩn bị thu hoạch như thối rễ, rụng quả. Hiện nay các nhà vườn tại huyện Khoái Châu đang tập trung chăm sóc, khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại. Huyện Khoái Châu hiện có 1.200 hectare nhãn cho thu hoạch, với chủ yếu là các loại nhãn muộn như nhãn miển thiết T2, T6. Thời gian thu hoạch chính vụ trong khoảng từ 15 đến 20 ngày nữa. Do lượng mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày, nên một số diện tích tại các vùng trũng thấp không kịp tiêu thoát nước, dẫn đến cây nhãn bị ngập úng, thối rễ. Xuất hiện tình trạng rụng quả non, mã xỉn, chậm phát triển quả chín. Diện tích ảnh hưởng ước khoảng 30%. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, ngành chuyên môn huyện Khoái Châu cùng các nhà vườn đang tập trung khắc phục ảnh hưởng bằng các giải pháp như tăng cường bón phân, đạm hữu cơ, phun chế phẩm đặc trị chống thối cho quả nhãn. Do cái mưa bão vừa rồi nó dẫn đến ngập thời gian nó lâu, cộng với cái thời tiết đang mưa độ ẩm rất là cao này, thì cây nhãn rất là yếu, bộ rễ gần như là bị tưa sầu và hỏng rễ, ảnh hưởng đến cái chất lượng và cái độ phát triển lớn của trái. Cách khắc phục của chúng tôi là dùng cái đạm humic tưới gốc để nó nhằm kích thích cái bộ rễ đã bị tổn thương. Thế còn trên lá thì chúng tôi dùng cái lula bạc đồng và cái đạm cá hỗ trợ cho cây một số dưỡng chất, vừa chống thối vừa lớn trái để giữ cái chất lượng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tới đầu tư, sản xuất kinh doanh, thời gian qua huyện đã triển khai xây dựng 3 cụm công nghiệp mới. Huyện Phú Cừ xác định rõ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp. Trong dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, gia đình ông Trần Duy Quắc có một số ngôi mộ nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. Từng là lãnh đạo thị trấn Trần Cao, ông Quắc đã đi đầu trong việc nhường đất cho dự án. Mong muốn của chúng tôi là cái dự án của chúng ta là làm sao phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho người dân của địa phương. Chỉ đối với thôn Trần Thượng là chúng tôi có 17 hecta, có 10 ngôi mộ đã có từ rất lâu đời. Chỉ đạo của Ủy ban dân huyện và Ủy ban dân thị trấn Trần Cao thì cấp ủy lãnh đạo thôn Trần Thượng cùng với ban công tác mặt trận đã tiến hành họp thống nhất và mời các hộ dân ra để tuyên truyền vận động về cái giá trị mang lại cái kinh tế phát triển cho địa phương, nhất trí cao và đồng tình ủng hộ. Hiện có 3 dự án cụm công nghiệp đang được triển khai trên địa bàn huyện Phù Cừ là cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng với diện tích 50 ha và đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt trên 70% với tổng giá trị khoảng 580 tỷ đồng. Dự án cụm công nghiệp Quán Đỏ, Đoàn Đào đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án cụm công nghiệp Đỉnh Cao đang được trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm, trong đó dự án cụm công nghiệp trên địa bàn tạo sự đồng thuận rất cao của người dân. Đến nay 3 cụm công nghiệp đều đã có nhà đầu tư. Cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng đã đang triển khai xây dựng hạ tầng, còn đối với cụm công nghiệp Quán Đỏ thì đã bồi thường cơ bản xong và nhà đầu tư cũng dự kiến là đầu tháng 8 này là sẽ khởi công. Các lĩnh vực thu hút đầu tư chủ yếu gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch theo quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó, huyện định hướng phát triển các cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Từ hôm nay, ngày 1 tháng 8, luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực. Việc luật này được thông qua và có hiệu lực sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích thúc đẩy nguồn lực đất đai, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội. Điểm mới từ luật đất đai đã bãi bỏ quy định về khung giá đất so với luật năm 2013. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Ngoài ra, theo luật, sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi thống nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đáng chú ý,
đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày luật đất đai 2024 có hiệu lực đáp ứng một số điều theo khoản 4 điều 140 luật này thì được xem xét cấp sổ đỏ. Cùng với luật đất đai 2024, các đạo luật quan trọng khác là luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản 2023 và luật các tổ chức tín dụng 2024 cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Tại Chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Ban Quản lý Di tích tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nhận diện, xây dựng hồ sơ di sản tư liệu trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là đại diện chính quyền địa phương, ban quản lý di tích các cấp và cán bộ văn hóa cơ sở. Tại lớp tập huấn, dưới sự truyền đạt của đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các học viên được cập nhật kiến thức về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản nói chung và di sản tư liệu tại tỉnh Hưng Yên nói riêng, truyền đạt chuyên đề các văn bản quy phạm pháp luật về di sản tư liệu, hướng dẫn lập hồ sơ kiểm kê di sản tư liệu là những sách cổ, mộc bản, bia ký, kinh nghiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu sau khi được kiểm kê công nhận. Thông qua hoạt động tập huấn này, Ban Quản lý Di tích các cấp và cán bộ văn hóa cơ sở có thêm kiến thức để nhận diện và tiến hành thu thập kiểm kê di sản tư liệu. Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà cung cấp mạng viễn thông sẽ khóa máy điện thoại 2G và tiến tới tắt hoàn toàn sóng 2G tại Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Để người dân sớm chuyển đổi lên 4G, các đơn vị viễn thông đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu. Ông Thái dùng điện thoại SIM 2G đã nhiều năm nay. Trong thời buổi công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, ông cũng rất mong muốn có được một chiếc điện thoại thông minh. Bây giờ chi phí mua một chiếc điện thoại thông minh thì điều kiện ở nông thôn bây giờ nó cũng hơi khó. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời thực hiện kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ nhiều tháng nay, nhân viên nhà mạng tới từng thôn xóm, từng gia đình để tư vấn các giải pháp, chính sách chuyển đổi từ mạng 2G sang mạng 4G. Các buổi tư vấn giới thiệu cũng được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, khu phố để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi có nhu cầu chuyển đổi từ mạng 2G lên 4G hoặc từ máy điện thoại cũ sang điện thoại thông minh. Dùng điện thoại đen trắng này lâu rồi mà bây giờ nó cứ thỉnh thoảng lại trục trặc. Tôi mang căn cước công dân hay là các cô hướng dẫn cho đổi là xong rồi. Cái mới này dễ liên lạc mà vừa được khuyến mại một nửa, vừa mừng, vừa liên lạc được dễ dàng. Chúng tôi đã triển khai đến Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong thôn để tập trung tuyên truyền đến các người dân, đặc biệt là các cụ cao tuổi đang sử dụng cái máy Viettel 2G mà máy đen trắng ra tại nhà văn hóa thôn để thực hiện cái kích hoạt cái 4G để phục vụ người dân. Và trong thời gian tới thì đề nghị Viettel Phù Cừ cũng như là các cái chi nhánh sẽ tiếp tục nâng cấp cái máy điện thoại từ 2G lên 4G phục vụ cho người dân về công tác chuyển đổi số. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn khoảng 74.000 thuê bao di động của Viettel sử dụng mạng 2G. Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi lên mạng 4G, Viettel Hưng Yên đã tiến hành nhiều chính sách hỗ trợ người dùng. Việc chuyển đổi số từ 2G lên 4G là việc rất cần thiết và cũng để là xã hội hóa làm sao cho người dân sử dụng toàn bộ sang máy thiết bị thông minh. Đó là mục tiêu của chuyển đổi số quốc gia. Viettel Hưng Yên đang có rất nhiều các cái chương trình ưu đãi. Một là sẽ tặng máy hoàn toàn miễn phí đối với những khách hàng mà đăng ký gói cước có chu kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng. Đối với những hàng được giảm 50% thì Viettel đang có rất nhiều chương trình ưu đãi như là các dòng máy smartphone đang được giảm giá. Viettel sẽ tổ chức các cái chương trình bán hàng lưu động tại các thôn, xã để hỗ trợ và tư vấn người dân chuyển đổi sang 4G. Bên cạnh đấy thì đến thời điểm hiện tại thì Viettel cũng đã chuyển đổi được gần 35.000 thuê bao từ 2G sang 4G và cũng đảm bảo cái lộ trình kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tắt sóng mạng 2G để chuyển đổi sang mạng 4G, 5G được coi là bước ngoặt quan trọng trong phát triển hạ tầng viễn thông cũng như mở ra cuộc sống số, tương lai số với nhiều tiện ích, cơ hội mới cho người dân. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Văn Xanh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Ông Nguyễn Văn Xanh là thương binh hạng 4/4, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà ông và gia đình ở đã bị xuống cấp, vì vậy Học viện Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng cùng gia đình xây dựng ngôi nhà tình nghĩa. Sau 3 tháng thi công, đến nay căn nhà cấp 4 đã được xây dựng kiên cố khang trang, công trình phụ khép kín, diện tích sử dụng 35m² với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ và số tiền do gia đình tiết kiệm.
Tại lễ khánh thành và bàn giao, Học viện Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đã tặng gia đình ông Xanh quà cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, đồng thời động viên ông và gia đình phấn đấu vươn lên, gương mẫu đi đầu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.